chó nó vô đó nó nằm trong đó hay con? Đi gì đấy? Con chó này là của ai chú? Vô nhà. Trời ơi, con mà con khóc hoài luôn. Đi khóc được rồi cô chú chị ơi. Kêu vợ chồng ăn cơm. Dạ. Còn cười giỡn nha. Dạ. Rồi cơm cơm chứ. Dạ. Vợ chồng con cái ngồi đây chứ. Có bàn ăn. Ăn rồi nó mới vô rồi cứ đi phê cho chồng uống. Vợ chồng nó nằm ngủ ngoài. Nó mới kêu anh ơi vô mình ngủ để bữa cá chết. Còn kêu nữa. Ừ. Dạ. Kêu anh ơi vô mình ngủ. Mà đó giờ không có kêu. Dạ. Cái gì coi kỳ lạ không? Hai con chó nó chạy vô nữa nè. Nó lại chở vô cái đứt quan tài của chị em Liễu nó nằm tiếp. Cô Tô Thị Liễu quá dạng ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Thìn, hưởng dương 31 tuổi, linh hiện chứng trí về thọ hưởng. Nay Phú chia sẻ câu chuyện tới quý cô chú anh chị, đó là chị Liễu 33 tuổi, do hôm này là đi 15, không biết là chị buồn cái chuyện gì đó thì chị vì sẽ dây chị ra đi. Gia đình mới đưa chị đi bệnh viện và mới đem về hồi 11 mấy trưa này. Bây giờ đó là quan tài thì cũng được bên nhà chùa là người ta tặng. Khi mà mình hay đứa cháu gái của mình là dùng một cọng dây để ra đi đó, lúc đó mình chỉnh sợ luôn đó con. À, nghe nó thì mà tôi khóc hồn luôn á, để chết khó làm cha chết. Trời ơi, tôi khóc hồn luôn á, tôi không có tưởng tượng là cháu tôi nó sẽ chết như vậy. Tôi nói với chú nghe tôi hoàn cảnh giờ ông xã ông cũng bị tim. Rồi ông cũng không mận gì được. Rồi trong ngoài cũng tôi và bà đó thì chồng bác cũng bị tai biến, cái bà thứ ba. Bác cũng tai biến, bác cũng nuôi. Rồi chị tôi... em nói chung ra là chị em cũng những đứa nào cái nghèo không ăn đi mà trong nhà cũng không có gì. Rồi thì đó thành ra rồi bây giờ phải nghĩ về cái nhà. Sáng giờ chị em khóc rất bao nhiêu nó khóc 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 luôn. Thấy cháu mình giờ phút này mới có ba mấy tuổi mở lòng trên đó. Rất là đau lòng. Giờ tôi mới dám ra thì nó bị mình chịu cho mình biết nó như vậy. Này cô có lời nào nói với anh Phong không? Con rất là nhiều.
Anh Phong này là ở Bình Chánh. Rất là nhiều nhiều luôn. Đây là đứa con nhỏ nhất đó nha. Có quá trời sốt luôn đó nha. Anh Liễu 31 tuổi đó cả nhà. Đây phía trước này mặt cô chú anh chị đó là mẹ ruột mẹ chồng của chị Liễu với lại hai đứa con, và vừa rồi là Phú cũng có gửi 200.000 của anh Ma Ti Phong ở Bình Chánh đó. Thiên Lai bên hôm nay vừa rồi là anh gửi Phú cũng vừa trao xong đó cô chú anh chị. Phú cũng chúc cô chú anh chị buổi chiều thật nhiều sức khỏe. Cô chú anh chị giờ thấy cái hoàn cảnh thấy khổ không cô chú anh chị? Đây là mẹ ruột của chị Liễu của chú anh chị. Tôi ngồi khóc hoài luôn à. Dạ, giờ Phú cũng xin tắt đường live bên con bay của chú anh chị. Trời ơi, cô ngồi cũng khóc hoài luôn. Khóc được rồi cô chú anh chị ơi. Mấy giờ là mấy gì cũng ngồi khóc mướt ráo của chú anh chị. Tội nghiệp quá trời cô chú gì mấy gì ngồi khóc đâu. Nhà mấy cô gần đây không? Phường Tân Ngãi. Phường Tân Ngãi là ở đâu cô? Gần Mỹ Thuận. À, thành phố Mỹ La, thành phố Vĩnh Long. Dạ dạ. Đây là cậu ruột của chị Liễu. Cô ở bên Đồng Tháp. Dạ, cô đi lại đây, qua đây xa không cô? Dạ, vậy cô ở là mai về luôn. Dạ, vậy à, mai mới qua lại ha. Dạ. 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 Đó gái thì nó bị tiết sạch nữa, rồi rất trội nữa, rồi đâu có đi rồi đâu có bỏ được đâu. Dạ. Bởi vậy giờ đi. Hãy tin bây giờ tới thắp nhang cho cháu ha. Có, dạ dạ. Dạ. Rồi nhà của mẹ ruột của chị Liễu này là gần đây không cô? Còn cái sườn bé. Dạ. À cô cũng bị tai biến à, có miệng cô con thấy méo méo hả? Tai biến. Dạ. Bà bị tai biến 5 6 năm nay rồi. Cái mặt của cô rồi sao con thấy có cái mụn ruồi gì á? Dạ. Hồi đó sao nó có chút tiếng vậy nè. Dạ. Giờ nó bị dữ như đó. Dạ. Còn chỉ cái tờ cổ thì tờ chỉ có tật hồi tờ bị mẹ ra là. Dạ. Hôm nay em bà con ăn gì? À dạ, bà con ăn gì? Là dạ, anh là dạ, em. Dạ, em. Em chị Liễu hả? Con của bà thứ ba. Dạ. Dạ. Là má chị Liễu lớn. Dạ, rồi mẹ em là thứ ba. À, nhưng mà anh là em thấy lớn tuổi rồi mà. Dạ. Anh thấy năm nay em mới có 42 hả? 42 hả? Dạ. Phải đi làm 43. À. Dạ. Rồi bên chị Liễu là mấy anh em? Dạ. Hai anh em hả? Dạ có hai anh em. Dạ. Trai gái trai rồi. Ủa sao mà cô lớn tuổi mà con có còn có gia đình còn trẻ. Dạ. Dạ là bên lên trẻ. Năm nay 66 hả? 66 tuổi với cha. 67 chứ, 67. Muốn mấy người anh mới có chồng không có. 34. Dạ con chào chú Trung Trần Văn. Dạ đúng rồi, cô Liễu 31 tuổi mà ý hỏi là tuổi của má cô Liễu á anh chú Trung Trần Văn ơi. Còn em gái ngồi bên bển là
dâu, dâu của bà gì em, bà em dâu. Dạ. Dâu của chị là bây giờ đây bà con dòng họ không chứ dòng xóm con thấy này là cũng chưa đi, hồi nãy là có mấy sư cô lại cúng. Trời giờ cũng vắng que luôn. Đây là cái quan tài để, của chị Liễu của chính chị. Đó là có người cậu dẫn Phúc sẽ đi xuống sau để tôi chị xem cái chỗ mà của chị Liễu ra đi ngày hôm đó, cô chú chị. À chào Kim Cương, chúc chị sức khỏe. Đây là cái nhà của hai chồng em Phong với em Liễu nè cô chú chị. Đây là cái chỗ hồi đi ngày hôm nè, chị Liễu ra đi ở đây. Khi mà em Phong á thực mình vậy á, tính kêu chị Liễu ấy nước uống, mà chị Liễu thì kêu không thấy, thì thấy chị Liễu đứng ngay góc cột đó, đó. Mới lại kêu thì chị Liễu đã đi rồi, ngay góc cột đó đó cô chú chị. Dạ đây cho con chào không. Dạ ông làm sao với lại cậu của anh cậu của em Phong. Dạ. Dạ em chào anh Trung Nguyễn, chào anh Thoa. Cậu là cậu ruột của bà con. Dạ đúng rồi, mới có 31 tuổi thôi, cũng không biết là buồn cái sự gì gì nữa cô chú chị. Chiều vợ chồng ăn cơm. Dạ. Còn trời ở nên dạ. Cơm cơm chứ. Dạ. Vợ chồng con cái ngồi đằng dưới là cơ bàn ăn. Ăn rồi nó mới vô là đi phê cho chồng uống. Vợ chồng nó nằm ngủ ngoài, nó mới kêu anh ơi vô mình ngủ để bữa cá chết. Còn kêu nữa. Đó. Dạ. Kêu anh ơi vô mình ngủ. Bà đó giờ không có kêu. Dạ. Mày chỉnh này thay ngủ luôn, kệ tía mày. Không kêu luôn. Không. Sao tối rồi cũng chịu qua kêu. Dạ. Rồi vậy là có cái điểm ha chú ha. Ừ. Đó, vợ chồng cưới nữ rồi mình rồi để ý. Khi đầu hôm mình có đám ca cũng không? Dạ. Cỡ mười mấy bên đây mới nghỉ. Là tôi gỗ là nó chết là khoảng 11 mấy. Dạ 11 mấy. Ừ. Thì thôi. Anh Phong á cũng có chia sẻ là cũng tầm giờ đó đó. Ừ, mình, dạ. Mình đổ thôi chứ đâu ai có ủng hộ đâu. Lần này đám rồi tới 10 giờ mới nghỉ. Dạ, em chào Nga Phạm, em chào Tuyết Nguyễn. Thì em gái này ít nói lắm, 34 tuổi, không biết vì lý do gì đó, thì chú vừa chia sẻ đó, thì em dùng một cái sợi dây để ta đi, đi mời hôm khi người chồng á, mà khát nước giật mình vậy đó, mà cái người chồng chia sẻ là đó giờ không có giật mình bằng đêm, do đi công việc đi làm nước đá, hãng nước đá đó cô chú chị. À, rất là mệt về nghỉ ngơi ngủ là vợ tới giờ bay mấy vậy là vợ kêu dậy đi chứ không kêu, mà hôm á là lại giật mình thức dậy. Đây là người chồng của em Liễu là cô chú chị. À, em trai nay nhiêu tuổi rồi? Em tuổi tỵ ba, em 36 tuổi, vợ em 31 tuổi. Đó là người chồng đó cô chú chị. Thường khi là chú ở đây là chú có nói chuyện với em Liễu không? Rồi ạ. Dạ. Cậu cháu mến lắm mà. Dạ. Chú ơi, chú còn làm đoạn tôi ăn. Dạ, cũng hay nói chuyện lắm ha. Hay. Dạ. Ít có giỡn thôi. Dạ. Rồi nói kỹ nha. Rồi dạ. Dạ. Em Liễu này thì ít nói chuyện. Như cái dịch. Như, dạp cô. Ai quen là nhà, hổ chỉ rồi, mất tiêu á. Dạ. Không có hỏi là làm ăn sao, không bỏ tới. Dạ. Rồi biết là con hỏi gạch đầu cái rồi đó. À, quý cô chú chị chia sẻ dùm cho gia đình, giúp gia đình của chú chị. Cô chú chị xem nè, cái vách nhà đó thì ở bên nhà của mẹ là cái nhà này ăn gian, chỉ được ở đây là chỉ được cái một cái miếng tường trước thôi, còn đây thiết nè, thiết thì chấp giá tùm lum hết. Cô chú chị nhớ bấm chia sẻ để cho
cô chú á, biết được để giúp giúp dùm cho hoàn cảnh của em Phong thì em ra đi á, là bây giờ em liễu ra đi á, thì giờ để lại cho em Phong á là ba đứa con. Đứa lớn nhất á là 7 tuổi, đứa nhỏ nhất 4 tuổi, còn đứa bé gái á là 5 tuổi. Ba đứa con. Ôi sao sao cái con chó nó vô đó nó nằm trong đó hay con đi đi đó. Con chó này là của ai chú? Chó nhà. Chó vợ chồng gửi luôn. Con chó này sao mà sao ngộ vậy, nó chui vô cái nứt quan tài nó nằm. Ôi trời. Đi. Kệ nó đi chú. Đi rồi. Kệ nó đi chú. Chó này chơi. Chó của chú hả? Không, Giang vợ chồng Giang nuôi. À. Con chó này chó trắng này ở bển nuôi. Rồi nó quyến luyến chủ nó dưới hai con nãy giờ nó vô quan tài nằm á. Trời đất ơi. Chú đuổi nó cũng đậu ra đâu, nó cũng sàng sàng trước á. Chú nó cũng chui vô nữa à. Trời ơi. Cái nhà thì nó nằm đâu rồi chú đâu. Cái chỗ ngủ là coi chú chị. Dạ chắc vậy đó chị Kim Cương ơi. Đây nè cô chú chị xem nè. Chỗ ngủ nè. Đây là chỗ ngủ của ba mẹ con. Thì em không chia sẻ thì em không ngủ ở đây. À, có chạy ra phim miếng niệm, chắc miếng niệm cái miếng niệm này quá. À, niệm nó thật sự ra niệm là cái miếng ngót rồi lấy cái ấy dán vô chứ không phải là niệm của chú chị nè. Miếng ngót này là chống nóng á, ở trên nóc nhà đó. Vậy mai miếng giải là chùm vô vậy nằm thôi. Dạ em chào Hiền Phạm. Nè cô chú gì coi kỳ lạ không? Hai con chó nó chạy vô nữa nè. Nó lại chạy vô cái đứt quan tài của chị em Liễu, nó nằm tiếp. Nó không đi, nãy chú đây chú đuổi đi nó cũng không đi nữa cô chú gì. Lạ thiệt là lạ chứ. Chó nhà mà. Dạ. Nhưng mà nó lại chui vô ngay chỗ một con á thì lại ngay chỗ cái bàn. Rồi con đen hồi nãy thì chui vô đứt quan tài á. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Tới giờ sư cô là cúng, là sư cô cúng thì này bên chùa nãy là có loại đông lắm của chú chị này cũng cúng miễn phí, quan tài thì cũng miễn phí. Ngày mai đưa đi thiêu thì cũng miễn phí luôn cô chú chị. Đây. Cô chú chị giờ thấy đau xót không? À, đứa bé nhỏ thì được ẩm ở bên kia. Em dân cung trước linh tòa. Nó bị lớn rồi mất mẹ rồi. Hơi ấm khói hương tan quê phách, hương linh siêu chứng gọi đi bà. Hôm nay lẻ đi bà yêu môn, phụng thành hương hồn. Cô Tô Thị Liệu, quá dạng ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Thìn, hưởng dương 31 tuổi, linh hiện chứng trí về thọ hưởng. Nghe kinh siêu thoát gọi ta bà, tiếp dần hướng linh đại thông tha di đà phật. Tiếp dần hướng linh đại thông tha di đà phật. Tiếp dần hướng linh đại thông tha di đà phật. Về đây kiểu thanh hồn, về thân hương coi tình hồn quy sen vàng. Phật A Di Đà tiếp dần sáng, nghe câu niệm Phật tìm đường về ngay. Phật tiểu tình chân ngôn Nam Mô Bồ Tổ Bế Đề Già Đề Đa Đề Đa 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 Đa. Cô chú dòm thấy xót xa quá cho chú chiều. À giờ này đúng là cúng cơm chiều đó cô chú chị. Dạ em chào Hứa Lý Vân. Hôm nay là ngày
đồng chinh thái tư năm giác hình, ở tại tư gia của nguyên hồn Cô Tô Thị Liễu. Con phu quân cùng các con thành tâm cha duyên của con cho vợ cho mẹ là Cô Tô Thị Liễu. Quá dạng ngày mùng 8 tháng tư năm giáp thìn hưởng dương 31 tuổi, nguyện hương hồn lai đó ăn tiền thọ tài nghe kinh dị tiền tiêu đồ. Nam mô tiếp dân đạo tư di đà phật. Bây giờ Phú cũng lai để báo tin rưu cũng như chú chị biết. Phú sẽ tắt được like và xuống đăng cái clip chia sẻ nó cặn kẽ hơn về cái hoàn cảnh của em Liễu cho cô chú chị biết. Dạ, chú xin chúc quý cô chị buổi chiều thật là nhiều sức khỏe. Phú cảm ơn quý cô chú chị. Sẵn tiện Phú cô chú chị có xài Facebook á, cô chú chị qua bên Facebook tìm Quỳnh Phú Channel bấm theo dõi giúp dùm Phú. Phú cảm ơn cô chú chị rất là nhiều luôn. Dạ, Phú gọi là chào tạm biệt với cô chú chị. Dạ đúng rồi chị Hiền Phạm ơi. Dạ Phú xin gọi là chào tạm biệt với cô chú chị.